Quận Kiển Phúc Khang xin kính chào quý cô chú và anh chị. Chúc quý cô chú và anh chị ngày mới thật nhiều sức khỏe, niềm vui và may mắn. Thì hôm nay em xin được giao lưu tới quý cô chú và anh chị một số giống như là rainbow, yellow, táo vàng, tóc vàng va, đổi màu A7, Radiancy, Chicham Online, Cẩm Thạch Formosa và một số giống khác nha cô chú anh chị. Lá đẹp và nhanh hoa nha. Thì cô chú và anh chị mình muốn sưu tầm loại giống mang tên gì hoặc là mã số mấy thì cô chú và anh chị vui lòng liên hệ với vườn qua số điện thoại 0939 425 983 và đây cũng là số Zalo của vườn, em có ghim trên màn hình luôn nha. Thì cô chú và anh chị mình chốt mã số và cái ngày giúp em nha, để khi mà em đi cây mình không có bị lộn mã số với cây nha cô chú anh chị. Thì vườn em ở Vĩnh Long, Vũng Liêm ạ. Cô chú và anh chị mình có nhu cầu sưu tầm những cái giống mới nào, giống mới nhất hiện nay á, thì liên hệ với vườn em sẽ cho mình hình ảnh và những một số mặt hoa mới nhất tại Việt Nam mình nha cô chú anh chị. Thì để không làm mất thời gian của quý cô chú và anh chị, em xin được đi vào chi tiết từng cây. Cây số 1 của mình là một cây Merindu. Thì cây này hoa sẽ là màu trắng tinh rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị, và màu lá rất là cưng luôn nha. Màu ra lá rất là nổi luôn nha cô chú anh chị. Đây ạ. Lá già không chuyển xanh nha cô chú anh chị. Nó roi lên cẩm thạch hoặc là nó sẽ lan đốm cho mình nha, trắng đốm xanh nha cô chú anh chị, chứ không chuyển xanh hoàn toàn nha. Và màu hoa sẽ là màu trắng tinh. Cây này có hoành thân là 25, cao phôi tính từ mặt chậu là 36. Em xin giao lưu này là 320.000, em bao ship, bao chuẩn giống, bao gãy đổ cho mình ạ. Bo rất là khỏe luôn nha. Thì cô chú và anh chị mình sưu tầm về thì tầm khoảng tuần 10 ngày nữa mới là mình có thể lấy bo được nha cô chú anh chị. Mã số 1 Merindu 320.000, em bao ship toàn quốc ạ. Tiếp theo là mã số 2. Mã số 2 của mình là một cây Radiancy nha cô chú anh chị. Thì dòng này là lá rất là đẹp luôn nha. Đây ạ, cái màu lá rất là đẹp luôn. Màu nó sẽ đọt đỏ hồng như thế này nha cô chú anh chị, rất là cưng. Và màu hoa nó nở màu cũng sắc đỏ rất là đẹp luôn nha. Thì cô chú và anh chị mình những cái loại giống mới này mình em không bao giờ có tặng sum hết trơn á, cho nên là cô chú và anh chị mình khi mà nếu về không lấy bo thì mình cứ cắt bấm như thế này giúp em nha. Điểm khoảng 4 cặp mắt lá mình cắt giúp em thì khoảng 3 lần cơi là cái tàn của mình nó sẽ cứng cáp và nó sẽ bung tuột nhiều hơn, đẹp hơn nha cô chú anh chị. Thì cây này có hoành thân là 18, cao phôi tính từ mặt chậu là 35. Em xin giao lưu này là 230.000, em bao ship, bao chuẩn giống, bao gãy đổ cho mình ạ. Em ghép trên đây có hai bo nha và bệ đế sạch đẹp không bị lỗi nha cô chú anh chị. Mã số 2 Radiancy 230.000, em bao ship toàn quốc ạ. Tiếp theo là mã số 3. Mã số 3 cũng là một cây Radiancy nha cô chú anh chị. Dòng này màu lá rất là đẹp luôn nha. Nó ra đọt non nó sẽ như thế này cho mình không nha cô chú anh chị. Và màu hoa cũng rất là cưng. Thì cây dòng này em thấy rất là nhanh hoa nha, nhưng mà mình phải chịu khó mình cơi tàn nó, mình bấm đọt nó vài lần nó bung tuột lại thì nó sẽ lên hoa nhanh cho mình nha cô chú anh chị. Rất là đẹp luôn ạ. Màu sắc đỏ tươi rất là đẹp luôn nha. Thì cây này có hoành thân là 21, cao phôi tính từ mặt chậu là 61. Và cái bộ sổ đế em tính từ cái co này cho tới đây là 50 nha cô chú anh chị. Bộ sổ đế rất là dài và cái bộ đế rất là quái, rất là đẹp luôn nha. Cây này em xin giao lưu với mình là 480.000, em bao ship, bao chuẩn giống, bao gãy đổ cho mình ạ. À, cái cục u chỗ này rất là to luôn nha cô chú anh chị. Đây ạ, à, rất là to luôn. Mã số 3 Radiancy 480.000, em bao ship, bao chuẩn giống, bao gãy đổ cho mình ạ. À, tiếp theo là mã số 4. Mã số 4 là một cây Chicham Online nha cô chú, hay còn gọi là lá vàng hoa đỏ. Thì dòng này là màu lá, màu sắc hoa lá hoa đọt và rất là đặc trưng nha. Đây ạ, à, màu vàng ống như thế này rất là đẹp luôn nha. Và cây mình cơi tàn dù già cỡ nào nó vẫn không chuyển xanh hoàn toàn, nó vẫn còn màu vàng dạ quang rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Thì trong khu vườn hoa giấy của mình á, mình để một hai cây lá vàng lá đỏ là nó rất là nổi bật, rất là đẹp luôn nha. Thì cây này có hoành thân là 22, cao phôi tính từ mặt chậu là 52. Em xin giao lưu này là 280.000, em bao ship, bao chuẩn giống, bao gãy đổ cho mình ạ. À, bệ đế sạch đẹp không bị lỗi nha cô chú anh chị. Đây là rất là cưng luôn nha, và bo rất là khỏe luôn, tại em mới cơi tàn rồi. Mới cơi tàn này là nó đã bung đọt ra cho mình rất là khỏe luôn nha cô chú anh chị. Đây ạ. À, mã số 4 Chicham Online 280.000, em bao ship toàn quốc ạ. À, tiếp theo là mã số 5. Mã số 5 là một cây vàng lửa nha cô chú anh chị. Thì dòng này rất là xiên hoa luôn. Cây này em thấy là nó nở hoa quanh năm nha cô chú anh chị. Và bộ lá rất là đẹp luôn, và hoa nó sẽ là màu vàng nha cô chú anh chị, rất là đẹp luôn ạ. À, dòng này cây này nó còn tơ nhưng mà nó đang lên nụ cho mình luôn nha. Đây là đang lên nụ luôn. Và bộ lá rất là mướt mát, rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Bo cành khỏe. Thì cô chú và anh chị mình sưu tầm về lấy bo cũng rất là ok nha. Thì cái này có hoành thân là 20, cao phôi tính từ mặt chậu là 52. Em xin giao lưu này là 280.000, em bao ship, bao chuẩn giống, bao gãy đổ cho mình nha. Bệ đế rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Bệ đế thon dài và dáng bonsai rất là cưng luôn nha.
Mã số 5 vàng lửa 280.000, em bao ship toàn quốc ạ. Tiếp theo là mã số 6. Mã số 6 là một cây cẩm thạch Formosa nha cô chú anh chị. Thì dòng này rất là xiên hoa, và đặc biệt là cái chuỗi hoa nó dài tới đâu là cái chuỗi, cái cành nó dài tới đâu là cái chuỗi hoa sẽ dài tới đó, nhưng mà cô chú anh chị rất là xiên hoa luôn. Nó không thua gì bộ lá xanh nha. Nhưng mà đặc biệt là nó sẽ có bộ lá cẩm thạch như thế này, rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Bộ lá cẩm thạch rất là nổi bật luôn nha. Đây ạ. Bo này rất là xum luôn, em ghép rất là nhiều mắt bo, và trên một cái mắt bo nó sẽ có 4-5 chi rất là khỏe luôn nha cô chú anh chị. Đây ạ. Mã số 6, cây này có hoành thân là 25, cao phôi tính từ mặt chậu là 44, em xin giao lưu này là 330.000, em bao ship, bao chuẩn giống, bao gậy đổ cho mình ạ. Thì trên thân nó có vết trầy nhẹ nha cô chú anh chị. Đây ạ. Mã số 6 cẩm thạch Formosa 330.000, em bao ship toàn quốc ạ. Tiếp theo là mã số 7. Mã số 7 cũng là một cây cẩm thạch Formosa nha cô chú anh chị. Thì cây này là rất là quái, rất là duyên luôn nha. Để bộ đế rất là dài, đẹp luôn nha cô chú anh chị. Cây này có hoành thân là 18, cao phôi tính từ mặt chậu là 55. Bộ số đế của mình là 50 nha cô chú anh chị. Em xin vô lúc này là 450.000, em bao ship, bao chuẩn giống, bao gãy đổ cho mình ạ. Bệ đế sạch đẹp nha cô chú, không bị lỗi nha. Đây ạ. Bệ đế rất là to luôn nha, cụ đế rất là nở luôn. Thì do là những dòng này, cây này là do là em mua cái vườn nó sửa đế, cho nên là cái bộ đế rất là thon, rất là dài. Nhưng mà riêng là cái cổ nó sẽ hơi thắt lại nha. Nhưng mà cái cây vẫn rất là lực lượng, rất là to nha. Đây ạ. Rất là to luôn ạ. Mã số 7 cẩm thạch Formosa 450.000, em bao ship, bao chuẩn giống, bao gãy đổ cho mình ạ. Tiếp theo là mã số 8. Mã số 8 là một cây cẩm thạch kép giống mới nha cô chú anh chị, có tên là Mahara Ruby. Đây ạ, bộ lá rất là đẹp luôn nha. Bộ lá nó chớp đỏ như thế này và nó sẽ già, nó sẽ lên đốm nha cô chú anh chị. Nó lên rang rang đốm xanh rất là đẹp luôn nha. Thì cái dòng này hoa của nó là sẽ cẩm thạch kép chùm, và nó sẽ là màu tím như là màu tím ruby lửa nha cô chú anh chị, rất là đẹp luôn nha. Thì cây này có hoành thân là 16, cao phôi tính từ mặt chậu là 43. Em xin giao lúc này là 280.000, em bao ship, bao chuẩn giống, bao gãy đổ cho mình ạ. Bệ đế sạch đẹp nha cô chú anh chị. Thì trên thân nó có vết trầy nhẹ nha. Nè. Bệ đế rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Mã số 8 Mahara Ruby 280.000, em bao ship toàn quốc ạ. Tiếp theo là mã số 9. Mã số 9 là một cây dưa hấu đỏ nha cô chú anh chị. Thì dòng này là một màu hoa quốc dân nha, màu hoa rất là ngọt ngào và cánh hoa rất là đặc trưng nha. Thì cây này bo rất là khỏe luôn. Cô chú và anh chị mình sưu tầm về lấy bo cũng rất là ok. Hoặc là mình cho cái cây này nó lên một cái chậu mới thì rất là đẹp và nó sẽ rất là nhanh hoa nha. Dòng này rất là nhanh hoa và nở rất là lâu tàn luôn ạ. Thì cây này có hoành thân là 17, cao phôi tính từ mặt chậu là 38. Em xin vô lúc này thì là 230.000, em bao ship, bao chuẩn giống, bao gãy đổ cho mình ạ. Bệ đế sạch đẹp không bị lỗi nha cô chú anh chị. Mã số 9, dưa hấu đỏ 230.000, em bao ship toàn quốc ạ. Tiếp theo là mã số 10. Mã số 10 là một cây hoa rất là xinh và lá rất là đẹp, có tên là Rainbow Yellow nha cô chú anh chị. Đây ạ. À, bộ lá cẩm thạch rất là đẹp luôn. Rất là nổi bật luôn. Và đặc biệt dòng này rất là nhanh hoa nha cô chú anh chị. Hoa đã nở hai sắc thái cho mình. Khi mới nở nó sẽ là màu vàng nha cô chú anh chị, màu vàng tươi nha. Và nó nở một thời gian nó sẽ chuyển lên là một vàng cam hồng nha cô chú anh chị, rất là đẹp luôn nha. Thì cây này có hoành thân là 18, cao phôi tính từ mặt chậu là 57. Bộ số đế này là 42 nha cô chú anh chị. Em xin giao lúc này là 330.000, em bao ship, bao chuẩn giống, bao gãy đổ cho mình ạ. À. Bệ đế rất là khỏe, rất là đẹp nha cô chú anh chị. Rất là dài luôn nha. Mã số 10 Rainbow Yellow 330.000, em bao ship toàn quốc ạ. À. Tiếp theo là mã số 11. Mã số 11 của mình là một cây táo vàng nha cô chú anh chị. Thì dòng này hoa rất là nhanh hoa và cái màu hoa của nó sẽ là màu vàng tươi nha cô chú anh chị, rất là đẹp luôn. Thì cây này cô chú và anh chị mình về nếu mà không lấy bo thì mình cơi khoảng vậy như thế này giúp em nha. Khoảng 3-4 cặp mắt lá như thế này thì cây của mình sẽ từ đây tới sẽ kịp hoa cho mình ngắm nha cô chú anh chị, rất là đẹp luôn nha. Bộ lá đẹp, cành nhánh cũng rất là đẹp luôn nha. Và cây này có hoành thân là 27, cao phôi tính từ mặt chậu là 61 và bộ sổ đế này là 54 nha cô chú anh chị. Sổ đế rất là dài, rất là đẹp luôn ạ. À. Cái này nữa mình cắt bùm xùm nó rất là cưng luôn. Thì cái này em xin giao lưu với mình là 450.000, em bao ship, bao chuẩn giống, bao gãy đổ cho mình nha. Bệ đế rất là đẹp luôn nha. Chất lượng rất là đẹp luôn ạ. À. Không bị lỗi nha cô chú anh chị. Mã số 11 táo vàng 450.000, em bao ship, bao gãy đổ cho mình ạ. À. Tiếp theo là mã số 12. Mã số 12 của mình là một cây rồng hồng nha cô chú anh chị. Thì dòng này cô chú anh chị cũng thấy em chưa cơi đọt lần nào, nhưng mà cái bộ tán nó rất là cưng luôn nha. Thì cô chú và anh chị mình về cứ ngắt canh sao mà nó dài 4-5 cặp mắt lá, mình ngắt nữa sẽ đơm thành cái mâm xôi nha. Mình ngắm cái bộ lá không cũng rất là đẹp luôn nha. Dòng này rất là nhanh hoa nha cô chú anh chị.
cây này như thế này nó đã lên nụ cho mình rồi nè, nó đóng nụ rất là nhiều luôn. Này cả chừng tuần nữa là sẽ bung lụa rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Thì cây này cấu hành thân là 15, cao phôi tính từ mặt chậu là 38, em xin vô lúc này à 230.000, em bao ship, bao chuẩn giống, bao gãy đổ cho mình nè. Vài bữa nó lên nụ, nó lên màu hoa rất là ngọt luôn nha, sắc hồng rất là cưng và lá rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Mã số 12, rồng hồng 230.000, em bao ship toàn quốc ạ. Tiếp theo là mã số 13. Mã số 13 là một cây cẩm thạch Red Pizza nha cô chú anh chị. Thì dòng này mình sưu tầm về mình đón Tết cũng rất là ok nha. Cây này em mới cơi tàn, em bấm nó ra, em ghép có hai bon, em bấm có một lần mà nó ra một lùm nha cô chú anh chị, rất là khỏe luôn nha. Thì về mình thay cho nó cái chậu là tiếp tục những cái vàng tược này nó sẽ bung ra nở hoa cho mình nha. Đây ạ, nó mới nhú nụ có tí xíu như thế này nó đã lên hoa nha. Và cái này là sắc hoa đỏ tươi, mới nở đỏ tươi và khi nó nở thời gian nó sẽ chuyển sang đỏ cam nha cô chú anh chị, rất là nổi luôn, bộ lá rất là đã nổi hơn, hoa nó còn nổi hơn nha. Thì cây này có hoành thân là 22, cao phôi tính từ mặt chậu là 49, em xin vô lúc này là 330.000, em bao ship, bao chuẩn giống, bao gãy đổ cho mình ạ. Bệ đế rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị, thân dài và không bị lỗi nha. Mã số 13 cẩm thạch Red Pizza 330.000, em bao ship, bao chuẩn giống, bao gãy đổ cho mình ạ. Tiếp theo là mã số 14. Mã số 14 là một cây đổi màu giống mới nha cô chú anh chị, có tên là A7. Thì dòng này là một dòng đổi màu hoa rất là đẹp luôn, rất là đa sắc luôn nha cô chú anh chị. Thì cái mặt hoa em chụp là hoa thật, em nó đã nở tại vườn nha. Thì cây này có hoành thân là 24, cao phôi tính từ mặt chậu này là 75 và cái bộ sổ đế như thế này là 52 nha cô chú anh chị. Em xin vô lúc này là 600.000, em bao ship, bao gãy đổ cho mình ạ. Bệ đế rất là dài, rất là to nha cô chú anh chị. Đây ạ. Rất là to, rất là khỏe luôn và không bị lỗi nha. Và bộ bo này rất là mập luôn nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị mình sưu tầm về lấy bo thì mình để tầm khoảng 10 ngày tuần là mình có thể lấy bo. Tại vì em không có xài phân hóa học, em di thiên về hữu cơ. Cho nên là cô chú anh chị mình cứ bấm cơi tàn giúp em thì khoảng chừng 3 hoặc 4 lần cơi là tán nó sẽ sum rồi nha. Dòng này cũng không cần phải vô dây đâu, mình cứ bấm vài lần là nó tự động nó xòe tròn à. Rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Và hoa đa sắc luôn. Thì cây này mã số 14 A7 hay còn gọi là Seven Color 600.000, em bao ship, bao chuẩn giống, bao gãy đổ cho mình ạ. Tiếp theo là mã số 15. Mã số 15 là một cây Chichagon nha cô chú anh chị. Thì dòng này là một dòng hoa rất là đẹp luôn, em thấy là rất là đáng chơi nha. Tại vì nó cũng là một dòng đổi màu mà nó khá là nhanh hoa luôn. Và cây này em đã cơi tàn được vài lần rồi, cho nên là bộ tàn nó đang ra lại rất là sum nha. Đây ạ, à, nó đang búng rất là nhiều tược cho mình luôn nha cô chú anh chị. Và bộ đế rất là sạch sẽ, rất là quái, không bị lỗi nha. Thì cây này có hoành thân là 28, cao phôi tính từ mặt chậu là 39, em xin vô lúc này là 400.000, em bao ship, bao chuẩn giống, bao gãy đổ cho mình ạ. À, mã số 15 Chichagon 400.000, em bao ship toàn quốc ạ. À, tiếp theo là mã số 16. Mã số 16 là một cây em ghép 4 loại đổi màu trên cùng một cây nha cô chú anh chị. Thì trên cây này em sẽ ghép một giống là Chicha AC, Blybet, Magentum Baru và một bo là A7 nha cô chú anh chị. Tất cả các bo đều rất là khỏe luôn nha. À, thì cây này có hoành thân là 28, cao phôi tính từ mặt chậu là 53, em xin vô lúc này là 380.000, em bao ship, bao chuẩn giống, bao gãy đổ cho mình ạ. À, củ đế rất là nồi, rất là đặc, rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị, không bị lỗi nha. Mã số 16, 4 loại đổi màu trên cùng một cây, 380.000, em bao ship toàn quốc ạ. À, tiếp theo là mã số 17. Mã số 17 của mình là một cây tóc vàng va nha cô chú anh chị. À, dòng này rất là đẹp luôn, hoa nó sẽ hai màu cam hồng, màu vàng, có ánh vàng luôn nha cô chú anh chị, rất là đẹp luôn nha. Thì cây này bộ tàn rất là khỏe luôn nha. Và nhìn cái màu lá rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Đây ạ, à, màu lá rất là cưng luôn nha, rất là nổi bật luôn ạ. À, thì dòng này cũng rất là nhanh hoa nha cô chú anh chị. Thì cây này có hoành thân là 23, cao phôi tính từ mặt chậu là 71, em xin vô lúc này là 380.000, em bao ship, bao chuẩn giống cho mình ạ. À, bệ đế co lắc rất là khỏe, rất là đẹp nha cô chú anh chị, không bị lỗi nha. Dạ, mã số 17 tóc vàng va 380.000, em bao ship toàn quốc ạ. À, tiếp theo là cây mã số 18. Mã số 18 này có tên là Maharani nha cô chú anh chị. Thì dòng này là một dòng cũng khá là nhanh hoa và nó là có tên là son môi cam đó nha. Thì nó lên màu trắng, cam và hồng rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Cây càng già thì mật độ hoa nó càng sai và lên màu nó càng chuẩn đẹp cho mình nha. Thì đa số các dòng đổi màu là những nước hoa đầu của nó thì nó sẽ hoa ra màu nó sẽ không lên chuẩn hoàn toàn nha cô chú anh chị. À, chỉ có một số nào đó nó mới lên màu chuẩn thôi, còn một số còn lại đổi màu là hoàn toàn là mình phải cơi vài lần cho cây nó già cành lại thì nó mới lên màu chuẩn cho mình đẹp nha. Đây ạ, à, cây này có hoành thân là 25,
cao phôi tính từ mặt chậu là 40, em xin vô lốt này là 380.000, em bao ship, bao chuẩn giống, bao gãy đổ cho mình ạ. Bệ đế khỏe không bị lỗi nha cô chú anh chị. Và bộ tàn này cũng rất là khỏe luôn. Thì cây này em chưa có bấm tàn nó, nhưng mà em đã đang nuôi nó đang ra bông nha cho mình nha cô chú anh chị. Nó đang ra lốt hoa bói cho mình nha, đang ra nụ rất là nhiều luôn ạ. Cây bo rất là khỏe luôn, cô chú và anh chị mình sưu tầm về lấy bo cũng rất là ok nha. Mã số 18 Maharani 380.000, em bao ship toàn quốc ạ. Chân thành cảm ơn quý cô chú và anh chị đã theo dõi kênh của anh Pháp Thái và đã ủng hộ nhà vườn em trong thời gian vừa qua. Thì cô chú và anh chị mình yêu thích mã số mấy hoặc là muốn sưu tầm loại giống nào, mang tin gì thì xin vui lòng liên hệ với vườn qua số điện thoại 0939425983. Và đây cũng là số Zalo của vườn luôn ạ. Em có ghim trên màn hình luôn nha. Thì cô chú và anh chị mình yêu thích kênh thì xin hãy cho em một lượt follow để khi mà em lên những giống mới thì nó sẽ gửi thông báo về cho cô chú anh chị mình nhận được thông tin đó và ủng hộ vườn tiếp tục nha. Chân thành cảm ơn rất là nhiều ạ.